Ngũ Đài Sơn là một trong bốn ngọn núi Phật giáo nổi tiếng của Trung Quốc. Đây được coi là đạo tràng trụ xứ của Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát còn có tên là Diệu Cát Tường Bồ Tát. Ngài thường làm mẹ của vô lượng chư Phật, thường làm thầy của vô lượng Bồ Tát, vì muốn dẫn dắt chúng sanh đạt được diệu trí huệ, diệu cát tường. Văn Thù Bồ Tát phân thân khắp trần xác, tùy duyên mà hóa độ. Đa phần ngài thường tùy cơ thuyết pháp ở Ngũ Đài Sơn. Hôm nay trong chùa Đại Tháp Diện, cúng phụng tháp thờ tóc của Văn Thù đại sĩ, cũng chính là để ghi nhớ việc ngài giáo hóa thì hiện làm bần nữ giáo hóa chúng sanh. Bần nữ khất trai. Vào thời Nam Bắc Triệu Hậu Ngụy, chùa Đại Phù Linh Thứ ở Ngũ Đài Sơn, mỗi khi đến mùa xuân vào khoảng tháng 3 hàng năm, đều y lệ tổ chức trai hội. Bất luận là xuất gia, tục gia, không phân biệt thiện nam hay tín nữ, người già hay người trẻ, người giàu hay người nghèo, thậm chí là kẻ ăn mày cũng đều được bình đẳng tham gia, bình đẳng thí thực. Việc này cũng chính là biểu thị Phật pháp bình đẳng, không có tâm phân biệt vậy. Sư phụ, để con giúp ngài một tay. Tránh ra, mau tránh ra, bọn chết đi được, bọn chết đi được. Tôi chỉ có mớ tóc này cúng dường Tam Bảo, xin ngài đừng cự tuyệt. Được, vậy ta xin nhận. Thí chủ là từ phương nào tới vậy? Tôi đến từ nơi đến. Tôi còn có chút chuyện gấp, phải đi tới nơi đi. Ngài có thể lấy một chút đồ ăn, thức uống cho tôi trước được không? Được. A Di Đà Phật.
cảm ơn sư phụ. Nào, các con ăn đi. Còn có con chó này của tôi, nó cũng muốn ăn một chút nữa. Mau ăn đi. Trong bụng tôi đang mang thai một đứa bé, nó cũng phải ăn chút đồ mới được. Hả? Cô đến nơi này cầu người xuất gia bố thí trai thực, lại có lòng tham vô độ như vậy, là đạo lý gì đây? Đứa con trong bụng cô căn bản còn chưa sinh ra mà, chẳng lẽ nói nó cũng có thể ăn đồ ăn được sao? Vậy mà cô lần này lại đến lần khác như vậy, không cảm thấy là quá đáng rồi sao? Khổ qua liên căn khổ, điềm qua triệt đế điềm, tam giới vô trước xứ, trí xứ a sư hiềm. Chúng sanh vì trí huệ quang minh nội tại bị phiền não che lấp mất mà khởi mê hoặc tạo nghiệp, chiêu thọ khổ báo. Chư Phật Bồ Tát chính vì đã khai phá ra trí huệ vốn có ấy, cho nên tất cả thời xứ đều được tự tại. Tuy rằng ta đối với chư pháp đã không còn khởi tâm yêu ghét phân biệt, nhưng hôm nay lại gặp sự hiển trách của Ngài. Còn yêu ghét được chăng? Chúng sanh tuy rằng biết học Phật phải tu hành tâm bình đẳng, nhưng lại có hàng phục chính tự tâm của mình, lại tùy vào cảnh mà sanh khởi tâm phân biệt người và ta, tạo tác tội lỗi. Phải biết cái xác thân của ta chung quy rồi cũng sẽ bị hoại diệt. Nếu cứ chấp trước vào tướng đối lập của người và ta thì sẽ sanh khởi tâm yêu ghét. Như vậy sẽ có thể tương ưng với trí huệ của Văn Thù Bồ Tát đây. Bồ Tát, Bồ Tát, Bồ Tát.
Đại Thánh, xin người rủ lòng khai thị pháp môn bình đẳng chân chánh để chúng con có thể nhất tâm phụng hành. Tỳ tâm như đại địa, lại như nước, lửa, gió, không hai không phân biệt. Cứu cánh như hư không, xin người thứ tội, xin thứ tội. Điều trách là đệ tử có mắt không trồng, không nhận ra chân thân Bồ Tát. Cái đôi mắt không phân biệt đúng sai này, không phân biệt thật giả này, ta có nó còn có tác dụng gì nữa chứ? Đại sư mau dừng lại, mau dừng lại. Các người mau tránh ra, các người đừng có cản ta nữa, để ta moi hai con mắt vô dụng này ra. Cho dù đại sư có làm như vậy cũng không có tác dụng gì. Đúng vậy đại sư, chuộc tội cũng có rất nhiều cách mà, sao ngài nhất định phải dùng tới hạ sách này chứ? Các người mau tránh ra. Hả? Hôm nay may là có văn thù Bồ Tát khai thị, đệ tử nhất định ghi cốt trong tâm, suốt đời cũng không dám quên. Pháp sư trụ trì vì muốn sám hối những tội lỗi đã tạo, đồng thời cũng là để nhắc nhở người đời sau, nên đã đem mớ tóc mà bần nữ bố thí xây một bảo tháp để cúng dường. Thời kỳ đầu vạn lịch, pháp sư Viên Quảng tiếp nhận trụ trì. Khi tu bổ bảo tháp, đào được dưới tháp rất nhiều những lọn tóc của văn thù đại sĩ, màu sắc giống như sắc vàng. Nhưng khi nhìn kỹ, màu sắc của tóc lại biến hóa bất định. Trăm ngàn năm nay, sự tích bần nữ khất trai để lại sự khai thị, nhắc nhở ý nghĩa cho người đời. Chúng sanh phải nên học tâm bình đẳng, không nên tùy vào cảnh mà chuyển tâm. Những thứ mà mắt thấy chưa chắc đã là chân thực. Chúng ta nên dùng tâm bình đẳng, tâm từ bi của văn thù Bồ Tát để đối đãi với mọi thứ. Văn thù Bồ Tát ở khắp mọi nơi. Nếu như có thể đem người người đều xem thành Phật, Bồ Tát, thì nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội gặp được Ngài. Nguyện văn thù Bồ Tát cho chúng sanh trí huệ và sức mạnh. Hãy để chúng ta chí thành sinh niệm Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật.